được không vậy? Dầu cây na lan hay là dầu cây không bụi? Tại vì nước cây á, mình đi tẩu thái không? Tẩu thái với một cái nồi nước lọc hả? Còn chị Thúy đúng không? Sau một cái bát giống Phương ấy. Có ăn được. Back a year ago.